Thì đây là vị khách hàng mà anh ở đâu đến? Ở cả là gì? Là La Ghi. À, La Ghi là vô tới đây sớm không? Vô hồi 7 giờ sáng, 7 rưỡi sáng mà. Giờ vô đây là chốt cọc à. Vô tới Pháp Anh là thấy là. Nhưng mà biết Pháp Anh cũng chắc cũng lâu rồi hả? Lâu rồi, tại là cái hầu đó là coi ấy là chữ thích thôi, thích đam mê. Giờ có đủ. Nhưng mà người ta là cũng nhiệt tình ha. Dạ. Nhiệt tình nói chuyện rồi không phải như người khác. Dạ. Thôi em cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, chúc rồi, anh đi tốt đồng bền ha. Rồi, dạ dạ dạ. Có gì ngày mai anh sẽ ra lấy xe. Rồi. Dạ. Rồi thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mẫu xe nè. Cái dòng xe này có thể là anh chị lấy về đi gia đình ha. Nhưng mà đặc biệt là giá tiền rất là rẻ. Có thể mua về chạy dịch vụ kiếm thêm được. Cái này là dòng Toyota Innova. Nhưng mà có cái giá rất là rẻ. Và dòng 7 chỗ ngồi ha. Mà cái dòng này rất là bền, cực kỳ bền luôn. Cho anh chị xem cái giá ha. Đời của nó là đời 2008 nha anh chị nha. Giá bên em đang bán với giá là 190 triệu. Đó. Có thương lượng nhẹ cho anh chị luôn ha. Bớt rọc hoặc những 3 triệu cho anh chị. Xe này, cái dòng Innova này á, là máy của nó máy 2.0. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này á, là khoảng chừng 11 lít ha. 10 đến 11 lít. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị đi sơn một vòng. Nó là sử dụng một cái nước sơn màu trắng. Vậy ha. Biển số 60 Đồng Nai luôn ha. Xe thì vẫn là bên em vẫn bao rút hồ sơ bình thường nha anh chị nha. Bao rút hồ sơ anh chị cần nhập và ra tên thôi. Xe này cũng có là kèm biển xe luôn nè. Đó. Cho anh chị đi một vòng. Chỗ này thì nó hơi chật một chút xíu ha. Riêng cái dàn vỏ xe thì anh chị thấy nó cũng còn khá là dày. Mâm vẫn là mâm đúc. Rồi, cho anh chị xem cái bọng dè nè. Về ha, về bên trong nè. Còn sáng ha. Đây, anh chị mình lên trên đằng trước ha. Phần đầu xe ha. Xe này đăng kiểm còn rất là dài, đến tháng 1 năm 23 lần nha anh chị. Đầu đèn ha. Màu trắng này thì anh chị lấy về có thể là sử dụng chạy dịch vụ kiếm thêm được. Tại vì màu này là nó dễ thông dụng nhất ha. Rồi, không để anh chị mình chờ lâu, em sẽ cho anh chị đi vô sâu bên trong. Đây. Bên trong cũng khá ok anh chị ha. Cái dòng này là dòng Di nha anh chị nha. Dòng Di. Ghế thì bọc da nè, mới ken xà beng anh chị. Trần thì được trần được lên 5D. Xe cũng đã được lên là dàn lạnh ha. Dàn lạnh chia đều hết luôn. Bô lăng còn đẹp nè anh chị nè. Đó, bô lăng ha. Đó. Có màn hình này kia đầy đủ hết, xe rất còn sạch nha anh chị nha. Xe còn rất là sạch. Nói chung cái dòng Di này thì trước đây cũng đã chạy qua taxi ha, dịch vụ ha. Nhưng mà có cái được, có cái là nó về trụ xài lâu rồi. Cho nên người ta cũng đã chỉnh sửa và coi như là làm cái xe chạy ok ha. Cho nên những cái dòng này anh chị có về thì việc chạy thôi. Ghế thì bọc được bọc mới. Còn dàn lạnh thì được lên hết rồi. Sau này anh chị nè. Nhìn cái dàn trần anh chị thấy không? Nó dàn lạnh người ta lên hết rồi. Xe sẽ là trang bị hai dàn lạnh thôi. Còn mấy cái miếng nhựa tappy nữa vậy nè. Đẹp ha. Này được sơn lại rồi nha, nhưng mà có cái là đẹp. Màu trắng. Biển số là 60A95584. Này anh chị xem nè, bốn cánh cửa ha. Nói chung là chấp nhận được. Với cái giá này thì anh chị lấy về chạy ha, chạy vòng vòng kiếm thêm thì chấp nhận được. Thì anh chị có thể thích thì có thể là lên ha, xem xe trực tiếp lấy về đi gia đình ha. Thôi em xin phép được kết thúc video tại đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.